Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh mới tăng cường lệch đông xuống nước ta, dự báo trong đêm nay và sáng mai, trạng thái nhiều mây vẫn sẽ tiếp tục duy trì, kết hợp thêm với đó là hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện nhiều khiến cho nhiệt độ bị giảm mạnh, tình trạng rét đậm rét hại kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc, nhiệt độ sẽ phổ biến dao động trong khoảng từ 11 đến 14 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm nhẹ xuống còn 14 đến 17 độ. Sang đến ngày mai, hầu hết toàn miền Bắc Bộ trời nhiều mây và không có nắng nên nhiệt độ sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ, trời rét. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, ảnh hưởng của không khí lạnh không đáng kể do lệch đông ra phía biển, trời tiếp tục có nắng nên nhiệt độ ngày cao phổ biến từ 25 đến 27 độ. Dự báo từ ngày 11 tháng 1 và ngày 13 tháng 1 sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống nước ta, khiến cho nhiệt độ ban ngày ở khu vực miền Bắc có thể giảm mạnh, có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác, tình trạng rét mạnh, rét đậm rét hại khi về đêm và sáng sớm tiếp tục kéo dài cho đến Tết âm lịch. Trở xuống khu vực miền Trung, không khí lạnh tăng cường cũng làm ảnh hưởng đến thời tiết Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay, vùng từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Nam sẽ có mưa nhiều nơi. Do có mưa kết hợp với mây nhiều sẽ làm cho nền nhiệt ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế giảm xuống còn 21 đến 24 độ, trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi nhiệt độ cũng giảm còn 24 đến 26 độ. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Lưu xuống phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là những ngày có thời tiết ổn định, đêm không mưa, ngày nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 27 đến 29 độ và Nam Bộ sẽ có mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Về đêm và sáng sớm, mức nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên duy trì ở mức từ 17 đến 20 độ, trời rét. Còn đối với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ thì trời cũng sẽ lạnh về sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, mưa rào vẫn xuất hiện rải rác. Còn các vùng biển còn lại đều có thời tiết khá tốt.